đó, để xem nào, chúng nó có xử hết được 2 cân mấy đồ ăn không. Cho nên là tại sao ấy mà nhiều bạn cứ hỏi là chó bao nhiêu cân ấy, thì mình nói là cái con chó nó bao nhiêu cân nó không phải là cái vấn đề quan trọng lắm, quan trọng nhìn con chó nó như thế nào. Bởi vì giữa cái việc con chó nó béo một chút và con chó nó gầy nó đã chênh lệch nhau nhiều rồi, chưa nói là đấy về cái trước ăn với sau ăn. Một là ăn cố gắng không để vãi này, vãi ra tí anh này phải dọn này. Hai là ăn cố gắng không để trôi bát. Thì la lùi lại đi. Ok, hôm nay cho mấy con nhóc con này nó ăn một bữa xả láng thử xem nào. Hôm nay cho cả nhà Pila, Nosi với Siro ăn một bữa xả láng. Rồi, nhiều như thế này. Để xem cái này nó mấy cân nhé. Yên là Siro, lùi lại. 7 cân. 7 cân chia 3 tức là 2 cân mấy một con đấy. Trừ cả quả đi nữa thì cứ coi như là 2 cân 2 một con đi. Để ý cân lên thử thì sẽ biết này có mấy cân một con. Hôm nay ăn xả láng luôn. Cho một bữa xả láng bình thường thì một bữa chỉ cho nó ăn khoảng tầm 1 cân 8 đấy. Hôm nay là cho nó ăn 2 cân mấy là nhiều đấy. Chờ anh một tí nha. Đây là đã đảo chibi là đảo hết rồi, đảo đều cái chibi rồi. Và canxi thì Melxi mới phối xong thì Melxi không có phần canxi. Canxi là có Pila với Siro rồi. Đây Pila đây. Chờ. Đây là Siro này. Ok này. Còn Messi đâu, Messi sao đây này. Đây. Ok, Messi ăn đấy nhá. Pila. Rồi. Siro này. Ok. Yumi này. Ăn lên. Đó, xem cho nó ăn có hết không. 2 cân mấy đấy. 2 cân mấy đấy nha. Ok. Mấy cân. Rồi nào. Đó. Thì là thì béo. Còn con Siro thì nó ăn ở bên trong nhà rồi. Cho nó ra ngoài. Siro ra đây. Ok. Này, chui vào bên trong chuồng ăn đấy. Siro là chuyên có điệu chui vào trong chuồng ăn. Nhưng mà cho luôn nó ăn ở trong đấy cho nó đỡ rối. Đó. Để xem nào, chúng nó có sới hết được 2 cân mấy đồ ăn không. Nóng đầu mùa nó chưa nóng lắm cho nên là bật quạt thôi cho nó thoáng nhà, điều hòa thì nó hơi bí. Quạt thì quay video nó hơi ồn. Rồi Siro ăn đi, không cần phải quan tâm đến chị làm gì cả. Phần của đứa nào đứa đấy ăn, không cần phải quan tâm đến đứa khác nha. Đó, ăn không để trôi bát, bát này cứ đẩy dần lên trên. Đó. Một là ăn cố gắng không để vãi này, vãi ra tí anh này phải dọn này. Hai là ăn cố gắng không để trôi bát. Thì la lùi lại đi. Thì la hết lùi lại. Siro nó vẫn còn đang còn và Siro đang còn, Nasi đang còn và Pila đã hết rồi.
rồi thì là thích rồi thì là các cái con này đây. Rồi, siro ăn đi, còn cái siro đâu? Còn siro vẫn còn đấy. Yumi không ăn này. Yumi ăn có mấy miếng này. Cho phi la nốt. Nào phi la này. Chúng ta để cho đấy. Sau khi cắt hết thì sẽ đến giai đoạn nhặt. Sau khi cắt hết thì sẽ đến giai đoạn đi nhặt đồ ăn rơi. Đó, Pila nhặt nốt đi. Ui giời. Trong song vẫn còn đây này. Quả siro đã hết chưa? Chua nó siro ăn còn tính cài của Pila đã nốt này. Quả đang rinh này. Đây, siro gắt cái này đi. Xích gắt mắt to. Bắt bé còn để không vét, thích vét vét bắt to. Hết. À, 2 cân mấy? 2 cân 3 đồ ăn là cho nó ăn hết mà ăn xong vẫn vét nha. Đấy mà biết là mọi người sẽ nhìn thấy cái khoang bụng của chúng nó rất là rộng đấy, nhìn bụng nó cũng không có căng đâu. 2 cân mấy đồ ăn và là đồ ăn không có ướt đâu nhá, là mình chỉ cho nước vào để cho nó rời cái hạt cơm thôi, thế đấy. Chứ không có phải là cho nước vào nhiều nó nặng cân đâu. Nếu cho nước vào nhiều thì nó phải thành 3 cân. Nên là đấy là một cái mà tại sao mà đây là chỉ ăn trước ăn và sau ăn thôi là nó đã chênh lệch cái lượng đồ ăn như vậy rồi. Cho nên là tại sao ấy mà nhiều bạn cứ hỏi là chó bao nhiêu cân ấy, thì mình nói là cái con chó nó bao nhiêu cân nó không phải là cái vấn đề quan trọng lắm. Quan trọng nhìn con chó nó như thế nào. À, bởi vì giữa cái việc con chó nó béo một chút và con chó nó gầy nó đã chênh lệch nhau nhiều rồi. Chưa nói là đấy về cái trước ăn với sau ăn. Từ một con chó cái, giả sử như con chó cái chẳng hạn 40 cân nó thành con chó 42 cân ngay. Nó ăn xong nó 2 cân mà, tí nó còn uống nước nữa cơ. Nó thêm khoảng 1 cân nữa, nó sẽ tăng lên khoảng tầm 3 cân. Đấy là trước ăn với sau ăn thôi. Chứ còn béo gầy ấy, cái con béo mà bụng nó hơi phệ xuống ấy, thì so với bản thân nó lúc nó gầy ấy, nó có thể tăng lên 3 cân là chuyện bình thường. 3 cân thậm chí 4 cân luôn. Là giữa cái lúc nó béo và lúc nó gầy. Thế cho nên là nếu mà nhiều bạn mà nuôi chó mà cứ chạy theo cân nặng ấy, thì các bạn ấy sẽ cố tình làm sao để cho cái con chó nó thật là nặng cân, thì con chó nó bị béo, nó không có tốt cho con chó. Thế nên là mình không có khuyến khích ai mà hỏi về cái cân nặng của con chó, thì mình không có khuyến khích các bạn nuôi chó chạy theo cân nặng. Cái khung của con chó nó như thế nào thì là cái cân nó như thế thôi. Và cái quan trọng nhất là con chó nó khỏe, nó cân đối, nó khỏe. Ok, buổi bữa ăn hôm nay quay đến đây thôi. Xin chào mọi người nha. Đây, cho mọi người xem cái bát của chúng nó đây. Một bát này, hai bát, ba bát này. Đấy, để mọi người thấy. Đây, đây còn dính. Nó ăn nó nằm rơi lên đây này. À, ăn rơi lên đây mà nó không biết này. Đó. Đó. Xong bữa ăn. Hôm nay cho ăn hơi muộn cho nên là trời nó tối. Nhìn hình ảnh nó hơi kém, mọi người thông cảm nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.